Hello toàn thể anh em nhé. Rồi hôm nay chúng ta vào đông chia sẻ cho anh em cái này nhá. Hello Sơn Nam, Minh Công. Rồi những anh em nào vào trước chúng ta bổ cho quả sẻ nhá. Đây một con xe lít. Xe lít này bị tai nạn nha anh em. Đó, tai nạn. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho anh em một cái luôn, để anh em ở gặp rồi chúng ta sẽ xử lý nhanh chóng cực kỳ, không gì khó cả. Rồi, mới xi nhan này lấy ra nha anh em. Kéo nó chập vào nhau nha, nồi cầu chì đó. Rồi, những cái còi này ở trong người ta gắn thêm. Nè, chít. Chít thế này thì thật sự ấy, đầu tiên mà muốn gắn cái chip này thật sự chúng ta không cần phải như này lần quăng. Chúng ta tháo cái này ra, tháo cái đầu đèn ra, chúng ta thay cục kêu và cục nháy là một luôn, chúng ta cắm vào cho nó xong. Đấy, chứ làm như này thật sự lâu ngày nước nó vào. Đấy, dây điện ở đây chưa kể đúng không ạ, xi nhan, bật xi nhan cho nó chạm mát. Đấy, làm những cái này rất ẩu nha anh em. Đó, thật sự chúng ta làm như vậy, chúng ta chịu khó cất công, chúng ta mở cái đầu đèn ra, chúng ta thay cục nháy ở trong ấy. Và đặc biệt cái xe này thì tất cả những dòng xe Honda và những dòng xe của Yamaha, dòng xe nào cũng vậy, khi nhà sản xuất thiết kế ra thì đương nhiên chớp xi nhan nó chỉ có nháy thôi, nó không có kêu. Đấy, thật sự ở đây là một cái điều quá tệ cho một con xe ở trạng thái bật xi nhan trái phải qua đường. Có rất nhiều người quên ở trạng thái nó chỉ có nháy thôi, nó không kêu. Đấy, nên đôi khi những người đi đường người ta là ít để ý ở trạng thái ở cái đồng hồ. Khi người ta sang đường hoặc là đồng thời người ta lại rẽ phải, người ta lại xi nhan trái. Đấy, nên nó xảy ra những cái tình trạng hay bị tông đít và đồng thời tai nạn rất tệ. Thì giá tiền cục nháy và cục kêu hầu như nó là một, thì đương nhiên giá thành nó cũng như nhau. Nhưng thật sự người ta lại gắn cái cục nháy không. Đấy, nên về nhiều anh em gắn như thế này. Đó, còn những anh khách nào mà chịu chơi mà muốn nháy và kêu thì chúng ta gắn thay cho cục chớp ở trong này. Đúng không mọi người? Đó là một cái thiết kế. Thì hôm nay sẽ mô phỏng cho cả nhà trên con xe. Đó. Và xe này nó được tông lộn và đồng thời mới thay chân trống, gãy chân trống đứng luôn. Đó, các bạn và anh em nhìn thấy chân trống đứng luôn ạ. Tôi mới thay. Rồi, và chân trống nghiêng này nó cũng cong hết. Đây. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, cái này mai đi hơ gió đá và đồng thời phải hàn lại, nắn gió đá lại, bắt chân trống. Rồi, những anh em nào đem xem live chúng ta chia sẻ lên một chút xíu nữa để đi Tuấn đi tới cái kết và cái cuối cùng, để cho một cái clip đêm nay nó được hoàn hảo và hay nhất và tốt nhất ở trong cuộc đời. Rồi, cảm ơn tất cả quý anh em thở máy. Rồi, 71 người, chúng ta tăng tốc lên có thể thêm 30 người nữa là được 100 đấy ạ. Đây, và dây chân trống nó như thế này. Và đặc biệt chân trống này trong hết bán là 260.000. Đó, đây nó chỉ là một cái mặt quét đóng mở tiếp điểm thôi, nó quét. Nó cứ hiểu nôm na là chúng ta nhìn nôm na như kiểu cái phao xăng ấy. Đấy, nó sẽ có mặt quét để hai cái địa điểm này nó chạm vào nhau. Đấy, thì đương nhiên lúc này nó sẽ nối cái tiếp điểm này, hai dây này cạ vào nhau. Và hai dây này hoàn toàn là từ IC cung cấp đi ra và đồng thời đóng mặt chân trống và đi vào nha quý vị. Đấy, từ IC chạy ra chân trống, đá trống lên, đóng hai tiếp điểm này lại với nhau. Là ở trong này có nghĩa là cái mặt ở trong IC. Đấy, một cái mặt đóng ngắt IC và để tắt máy là dừng động cơ đấy ạ. Và đồng thời chúng ta sẽ mất trạng thái khởi động. Alo. Ok. Đó, được không ạ? Rồi, 3 người nữa đủ 100 quý vị ơi. Cảm ơn anh em nha. Rồi, like và chia sẻ. Chào anh trai Hoàn Đỗ. Và đêm nay anh em nào mua máy Smart Tool mình tặng cho anh em tới 2 phần quà luôn. Hôm nay đang vui. Có thể hôm nay là vui ấy, là chia sẻ, là nhiệt tình. Và đồng thời tặng mua Smart Tool tặng cho 2 phần quà, 3 phần quà luôn. Nhóm học online luôn. Đêm nay duy nhất cho anh em một máy Smart Tool. Ok không anh em?
Được không ạ? Cổ vũ lên mọi người ơi. Cổ vũ lên. Đó, chân trống này thì 260.000 rất đắt. Đó thì đương nhiên mình đi mua dân trống này 260.000 về nhà anh em thợ móm. Đó, được không ạ? Nên mình sẽ thay chân trống khác. Ơi, ok. Rồi, ở đây là một cái điều nữa này, nhiều anh em thắc mắc, anh Tuấn ơi, khi mà chân trống này hư hay là gặp vấn đề gì đó, mọi người hiểu không? Ở đây chúng ta có quyền nối tắt được không? Được, thưa các anh, là bình thường. Thì chúng ta nối hai sợi dây vào một thì lúc này trong mặt IC nó sẽ đóng, mở ra thì nó mở. Đó, một cái này là một lập trình ở trong phần mềm. Đấy, những anh em nào mà chuyên sâu, những cao thủ tiền bối ấy, thì có thể là dịch ra. Nhưng chúng ta chỉ cần am hiểu ở trong mặt IC, nó sẽ đóng, ngắt, đóng, ngắt. Yeah. Rồi thì chân trống này nó hư. Đấy, thì tạm thời chúng ta có thể là cột nó vào, hoặc là thời chúng ta cuốn cái này vào. Đấy, đây và đây nó sẽ dính này. Đấy, hai cái này dính vào. Ok chưa? Đấy, cho nó dính vào. Đấy, ok. Đấy, chúng ta sẽ nối lại. Đấy à. Hoặc anh em có thể lấy sợi dây nối trực tiếp vào trong này luôn. Rồi. Đấy, chúng ta có thể bẻ lên một tí nữa, sợ nó bén quá nó chảy máu thôi anh em ạ. Rồi, ok. À, được chưa? Đấy, thì lúc này nó sẽ đóng nhau. Là thế thôi mà. Thì chúng ta có thể dùng đồng hồ đo ở đây nó tít tít kiểm tra xem nó dính chưa. Rồi chúng ta thay ở trạng thái thang đo thông mạch bật đèn led. Rồi trước tiên các anh em đo bất kỳ một cái điều gì chúng ta phải kiểm tra cái đồng hồ của chúng ta xem còn tốt hay không. Rồi ok. Rồi chúng ta sẽ đo xem hai cái tiếp điểm đấy chúng ta đã nối thành công chưa. Rồi thành công nha quý vị. Rồi ok, chia sẻ lên anh em. Rồi lúc này Tuấn sẽ nối vào. Đấy, nối vào. Ok, anh em đừng để chạm ra đâu, mắt sườn mất công. Đấy, ok, chúng ta sẽ để mắt ngoài. Rồi, chúng ta thòng lọng xuống dưới này. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bật khóa điện lên xem nguyên nhân con xe này hiện tượng bị cái gì. Thì bây giờ mình sẽ không có người nào trợ giúp, mình sẽ tạm thời cột cái tay phanh này lại đi. Đấy, mọi người hiểu không ạ? Mình sẽ sử dụng một cái dây gì đó. Mình sẽ tạm thời cột cái dây phanh lại để cho mọi người biết. Ok. Là trạng thái lận đề đấy ạ, chúng ta cần phải bóp phanh. Rồi, mình sẽ hạ cam xuống một chút, mình sẽ cột tay phanh. Rồi, ok. Vậy lúc này quý anh em chúng ta sẽ làm gì? Bật khóa điện. Ở đây mới gương này nó cong chưa làm luôn anh em. Đấy, nó bể hết nhựa. Rồi, vẫn có đèn FI. Vẫn có bơm xăng tất cả đầy đủ. Rồi. Và đồng thời khóa học online, khóa học trực tiếp vào đầu tháng 7. Anh em nào yêu mến thì chúng ta comment nha. Rồi, xe này đè cạch cạch. Đây. Anh em nhìn thấy không? Nó rung động cơ. Đó. Đó, anh em thấy không? Nó rung động cơ. Đó. Nó rung động cơ thế này thì tất cả relay đều tất cả bình thường. Thì lúc này anh em có thể kiểm tra cái bình điện, sợ sụt áp chẳng hạn như thế. Đó, kiểm tra bình điện. Mình sẽ ở đây sẽ lấy cái máy test cho mọi người luôn cho nó an toàn. Đã, kiểm tra khi chúng ta xem điện áp còn khoảng trên 10V không nha anh em. Rồi, trên 10V không. Đây, chúng ta có thể dùng đồng hồ đo cũng được. Khi chúng ta nhấn đề, chúng ta quay ở thang đo khoảng 20V DC một chiều. Tôi sẽ làm cho anh em dễ nhìn nhất. À.
Ok nha mọi người. Rồi lúc này tôi sẽ cắm một que đo vào dưỡng ắc quy. Rồi lúc này đo bình ắc quy xem nó hiển thị trên đồng hồ chưa. Rồi 12V. Rồi lúc này cả nhà bấm nút đề. Rồi điện áp lúc này vẫn là 11V, bình này rất khỏe nha cả nhà. Đó là chúng ta đo có thể xem kiểm tra bình điện có tốt hay không, sụt áp trên một cái đồng hồ đơn sơ. Đây. Đấy chúng ta nhìn thấy 11V đúng không ạ? Đó. Rồi thì bình này rất khỏe và còn tốt. Rồi chúng ta loại trừ bình điện. Rồi khóa học nồi côn online thì anh em chuẩn bị khóa học nồi côn. Và khóa học trực tiếp thì anh em vui lòng liên hệ với thị Tuấn vào đầu tháng 7 nha mọi người. Rồi bình điện thành công. Anh em cứ từ từ, có một mình thôi. À có một mình thôi. Khóa học trực tiếp vào đầu tháng 7 nha anh em. Khóa học trực tiếp full về điện FI nha. Phun về hệ thống khóa thông minh nha anh em. Phun về nồi côn luôn nha anh em. Rồi cảm ơn anh Dần. Chắc là CKB. Rồi ở đây mình đã bấm cái đường link nha. Đường link ở đây. Đấy rồi anh em nào tham gia khóa học ở trực tiếp vào đầu tháng 7 và khóa nồi côn thì anh em vui lòng liên hệ. Rồi thì lúc này chúng ta sẽ tắt khóa điện đi. Rồi tắt khóa điện. Thì anh em hãy kiểm tra cho Đình Tuấn kiểm tra tất cả những hệ thống jack ở dưới này cả đã. Đâu CKB. Rồi jack 3 pha nó nằm ở dưới này. Đó. Anh em hiểu không ạ? Rồi cho ít bờ đèn palat cho anh em xem cho nó nét. Chia sẻ đi anh em ơi. Lại tụt like rồi. 140 người xem. Ok. Khóa học nồi niêu xoong chảo anh em chuẩn bị online, khóa học trực tiếp thì vào đầu tháng 7 nha quý vị. Rồi, đây. Ui giời. Cứng gớm. À. Thì ở đây nó sẽ là cái rắc cái xuống mâm điện. Đấy, khóa học nồi niêu xoong chảo và bẻ họng ga và đồng thời kéo TBS căn chỉnh nồi online. Còn khóa học full về điện FI thì đầu tháng 7. Rắc đồng hồ vào bình điện bấm đề xem sao anh. Trời bấm rồi mai coi lại clip em. Sơn Nam. Trời mai coi lại clip em. Đó đây là CKB xuống. Thì đêm nay anh em nào mua Smart Tool mình tặng cho anh em tất cả 3 phần quà và kèm theo nhóm học online luôn. À, để đây. Rồi thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ kiểm tra một cái giá trị điện áp từ IC cấp xuống CKB cả đã. À, tuy bởi vì bây giờ đèn nó không báo lỗi thì chưa chắc, bởi vì nhiều lúc CKB này nó bị yếu. À, thì chúng ta sẽ kiểm tra cái giá trị điện áp. Đấy. Ok, chúng ta sẽ cắm cái này vào. Thì những anh em nào đã mua cái bộ này thì chúng ta chuyên dụng rồi, chúng ta biết là cực kỳ là đơn giản, cực kỳ là dễ dùng. Đó. Ok. Vào đây. Rồi, lúc này anh em chỉ cần bật khóa điện lên thôi. Rồi, lúc này sẽ là mặt điện áp từ IC cấp xuống CKB tốt. Đó, để chúng ta loại trừ rằng con IC sống hay chết cả đã.
Bây giờ đầu tiên, cái bước đầu tiên thì chúng ta phải kiểm tra là cái mặt điện áp từ IC nó cấp xuống 3 pha và đồng thời CKB đó. Rồi đầu tiên nó sẽ là cái mặt điện áp từ IC cấp xuống CKB tốt. Bước đầu tiên hoàn hảo. Những cái bộ này anh em nào vừa rồi mua 1.3 triệu đấy, thì anh em cứ kiểm tra như vậy để loại trừ IC tốt. Nếu mà giá trị ở đây 4 cái dây tín hiệu này và đồng thời sẽ là cái dây vôn, ở đây sẽ là gì? Mặt IC. Cái này IC sẽ cấp điện áp xuống CKB nếu ở đây còn khoảng 5V, 3V, 2V thì đương nhiên mặt IC chết. Còn nếu 4 dây tín hiệu này sân biển vàng, trắng đỏ, trắng đen, trắng sân biển, 4 dây tín hiệu này nếu 1 dây là đồng hồ sẽ báo chỉ thị là 0V, thì chúng ta sẽ biết ngay là cái dây màu đấy nó bị đứt hoặc đồng thời chết mặt IC. Còn nếu nó thông thủy 4 cái đèn dây tín hiệu khoảng 8V, 7V, 9, 8V thế này, thì anh em sẽ kết luận rằng điện áp từ IC cấp xuống tốt. Rồi chúng ta sẽ loại trừ. Ngon lành. Tắt khóa điện. Ok. Alo. Thì vào Zalo đang live stream tú, vào coi live stream chú ấy. Thì như gọi alo Zalo. Đó. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra giá trị điện áp từ IC cấp xuống cột điện cái đá, tiến tiếp. Rồi rút cái này ra đi. Ok rồi. Cắm lại cái đá, tí CKB hư hay không thì tiến tiếp. Rồi bây giờ để chúng ta kiểm tra giá trị điện áp. Tắt khóa điện đi nha quý vị. Đó, anh em chỉ cần mở cái sàn để chân hoặc cái lườn này ra thôi. Đó, rất khó khăn. Rồi anh em sẽ lấy cái kìm, chúng ta bóp cái này lại cái đá. Đó, phe nhựa này. Ok. Đây, chúng ta sẽ bóp. Những anh em nào có cái bộ này đấy, 1.3 triệu bộ nha anh em. Đơn giản thôi. Đấy, ai cũng làm được. Rồi, ok. Rồi, lúc này chúng ta sẽ rút ra. Chắc hơi là cứng zin mà. Ôi xa. Phê nè. Yeah. Ua. Quá phê. Zin. Hàng zin nó vậy anh em. Zin thì luôn luôn lúc nào cũng phải cứng. Ua. Đấy anh em luồn vào đây. Đó, dí cựa này. Rồi ok. Rồi thì đương nhiên cái rắc này nó sẽ chạy xuống mâm điện. Kéo cắt siêu phụ tầm bậy tầm bạ không? Toàn là chỉ siêu phụ cái tầm bậy tầm bạ không? Thì bang lại cắt, lại kéo cắt. Ông Hoàng chiến nhỉ? Tua nhanh được không anh nhỉ? Đó, ok. Thì lúc này ở dưới này, cái bộ kiểm tra cho các bạn và anh em, kèm theo các bạn 3 màu dây: đỏ vàng, đỏ trắng, đỏ sân biển. Rồi chúng ta sẽ tiếp mát chỗ nào cảm thấy nó vị trí mát tốt nhất. Đây. Rồi. Mát. Rồi chúng ta cứ lần lượt cắm theo 3 màu dây. Đỏ vàng cắm đầu tiên. Yeah. Rồi đỏ trắng. Anh em nào đăng ký khóa học trực tiếp vui lòng liên hệ với Đình Tuấn đúng đầu tháng 7 này nha. Rồi đỏ sân biển. Được chưa? Rồi hoàn hảo. Rồi lúc này anh em chỉ cần mở công tắc máy lên, chúng ta sẽ kiểm tra giá trị điện áp 3 pha, xem cái mặt IC của chúng ta còn ngon không. Bật khóa điện. Rồi
trên này mất hết đồng hồ. Nếu chúng ta thao tác bị chạm bị cái gì đấy thì nó đương nhiên nó sẽ sinh ra cháy cục trì chẳng hạn như thế. Rồi quý vị thấy không, mất bóng từ bi đó, chập cái gì đó nó có thể cháy cầu trì. Rồi đơn giản chúng ta kiểm tra cái hộp cầu trì xem sao. Cháy đó, có một mình thao tác, anh em thông cảm chút nha. Camera tụt lên tụt xuống. Rồi rồi trong này nó có cái nấy. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra cầu trì tổng cái đã. 25A lấy kìm rút cho nhanh. Tắt khóa điện đi. Rồi cầu trì 25A đít bóng từ bi. Đó. Rồi chúng ta thay thế. Ở trong có cầu trì phụ 25A nhét vào lại. Rồi anh em thấy cháy cầu trì không? Đó, cháy cầu trì ở đây, một là cấm bị chạm, hai là có thể chập mặt IC trong này nha anh em. À, đôi khi nó nóng quá nó chập bất kỳ lúc nào chứ không phải là tay chúng ta cắm lộn đâu. Đó, bởi vì cái này nó được bọc cho anh em rồi, không thể nào mà cạ được. À, thấy chưa? Đó, rồi chúng ta sẽ mở công tắc máy. Rồi đơn giản, chưa nhấn khởi động đề mà cái đèn D1 sáng trưng đó thì mặt IC ở đây chập rất nặng. Nếu bóng đèn này sáng rực đỏ bất kỳ 3 pha 1, 2, 3, bất kỳ một pha nào sáng nhưng chúng ta chưa khởi động đề thì lúc này IC của chị này lên được. Ở đây là cực sáng nha anh em, ở đây là trạng thái bị chập. Đấy, thì bóng đèn led này nó mới sáng kinh khủng như này. Chưa bấm lệnh đề mà pha 1 đã sáng thì lúc này anh em chỉ cần kết luận báo với khách hàng là chết IC, chết tới 100% luôn. Đó, anh em không có gì anh em phải sợ, hoặc là anh em cảm thấy ở trong người mình chỉ bất bận là có 50%, lỡ may mà mình báo cái cục IC này 3-4 triệu khách hàng không thay, đi qua cửa hàng khác sợ người ta làm nổ được, mình dám cam đoan với anh em không ai làm nổ được ở cái bàn này. À, cả nhà thấy không ạ? Đấy, nó cực kỳ là hữu ích cho anh em, kiểm tra cho anh em như này để chúng ta biết rằng giá trị điện áp từ IC cấp xuống CKB tốt rồi, tiếp tục nó phải là điện áp cấp xuống quận 3 pha. Đấy, còn CKB ở đây tốt hay không tí nữa chúng ta tính sau. Nếu mà ba cái đèn D1, D2, D3 một lần chúng ta bấm nút đề hai để led sáng và đồng thời chúng ta sẽ quay mầm điện và cứ thay đổi nhau như vậy, D1, D2 hoặc là D1, D3 hoặc là D3, D2 cứ lần lượt như vậy là ok, mặt IC phải tốt. Đó. Rồi quý vị cảm thấy xem clip video này ngắn gọn có hữu ích không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ đơn giản tắt khóa điện. Rồi anh em sẽ nhìn thấy vị trí ở đây. Đó, IC. Rồi chúng ta sẽ tắt khóa điện đi nha. Đó, anh em thao tác như thế này. Rồi thì mình sẽ để khóa điện ở đây luôn. Có nhiều anh em thao tác không bao giờ tắt khóa điện. Rồi ok. Đó. Rồi lúc này mình sẽ lấy cái tuýt. Mình che cho cam xa một chút xíu nha anh em. Rồi bắt đầu mình sẽ mở thao tác. Rồi khóa học nồi côn, anh em nào không đến được thì anh em học online nha mọi người. Có mấy đêm cho mọi người học ga TB. Đó, chỉ mọi người nhiệt tình luôn, rung giật gợn luôn nha. Phê nha anh em. Bóp thật mạnh vô lắc nha anh em. Đùa. Đùa. Ghê lắm anh em. Kinh khủng. Hự hạ luôn anh dần ơi. Rồi, mới kít anh em. Cam 12.
Rồi thì bây giờ mình có thể mình lấy cục ICK27 mình lắp vào xe lít này nha anh em. Đó, ok. Đó. Đây, mình lấy cái cục IC này là IC của K27 nha anh em. Đó, nó bị mờ rồi, do tẩy anh em. Nó sét quá tẩy, nó bị mờ. Mất hết chữ rồi, cái này K27. Thì anh em sẽ nhìn cục IC chúng ta sẽ biết ngay. IC K27 này, nó đều nhau. Này, IC của K12 này, nó lõm xuống này. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, thì tụ thì như nhau, tụ ở đây. Đấy, mà góc này sẽ lõm xuống. Ok. Mọi người thấy clip này hay không ạ? Chia sẻ nó đi mọi người ơi. Đó. Nha. Chia sẻ đi. Rồi thì lúc này mình sẽ cắm vào. Rồi, ok. Rồi. Được chưa? Rồi mình vẫn để cái vị trí cái máy kiểm tra CKB ở đây luôn. Đấy, kiểm tra giá trị điện áp IC luôn. Rồi mình bật khóa điện lên. Đây, lấy chìa khóa. Mình cắm vào. Đó, anh em lúc này không thấy bóng đèn LED nó sáng nữa. Chúng ta xin nhấn nút đề này. Đó, anh em thấy không? Đó, D2 và D3. Nếu mà lúc này chúng ta xoay bu lăng thì lúc này nó sẽ chuyển. Ví dụ từ D3 lên D1 chẳng hạn như vậy. Hoặc là D1 xuống D3. Hoặc D1, D2. Thì tùy theo chúng ta xoay bu lăng, vần bu lăng nó ở vị trí nào nha quý vị. Đó, D2, D3 này. Rồi, ok, tạm thời như vậy. Rồi, chúng ta sẽ thiết rút ra thiết bị ra. Dạ. Dạ, ok. Rồi. Đó. Rồi, chúng ta sẽ cắm cái jack 3 pha vào. Tắt khóa điện đi nha anh em. Nhớ. Rồi, bây giờ anh em sẽ mở khóa điện lên. Rồi, chúng ta sẽ khởi động. Rồi, hoàn hảo. Clip video rất hay. Đó, chúng ta rút trống ra. Đây, động cơ sẽ tắt máy. Anh em cắm trống vào. Là ở đây trạng thái là mình đã trống xuống này. Mình gạt trống lên này. Đó, cũng như thao tác chúng ta gạt trống thôi. Đấy, đã trống lên. Ok, chúng ta gạt trống xuống này quý vị. Rồi, gạt trống xuống thế thôi. Anh em mình không có gì cả. Có rất nhiều anh em hồi giờ ít va chạm FI. Nối lại, sợ cứ sợ sự hư mặt IC. Nó chỉ là cái đóng mở mặt tiếp điện ở bên trong khối điều khiển thôi. Yeah. Được không ạ? Rồi, đêm nay anh em nào mua máy Smart Tool này mình ưu đãi tặng cho mọi người chỉ một người một thôi. Full bộ tài liệu. Độc nhất vô nhị gọi là bộ tài liệu thiết bị kiểm tra IC và đồng thời nhóm học. Đó, anh em nào chốt thì ok giới thiệu bạn bè. Mình tặng tất cả anh em tới 4 món. 2 bộ tài liệu combo, 1 thiết bị kiểm tra IC và 1 nhóm học online tương đương cho mọi người 4 hạng mục. Nếu hôm nay anh em nào mua máy Smart Tool nha. Đó, một người duy nhất. Em gặp xe FI em đái ra quần luôn. Đó. Rồi. Đó là cảm ơn tất cả quý vị luôn đồng hành và theo dõi thì Tuấn. Hôm nay anh em nào mua mình tặng combo tới 4 món. Đây, bộ tài liệu combo cho mọi người luôn. Nha. Đó, đây. Rồi. Đó, 2 món combo và đồng thời bộ kiểm tra IC. Đó, và nhóm học online cho anh em khi chúng ta sử dụng Smart Tool. Rồi. Vũ Hoài Thiên. Ok, cảm ơn anh em. À. Tối nay anh em nào ok chốt, mọi người sẽ được combo 2 bộ tài liệu này VIP. Mình dám đảm bảo mọi người là độc nhất là vô nhị. Và kèm theo một cái thiết bị máy kiểm tra giá trị điện áp từ IC cấp xuống quận, điện bao pha và CKB và đo kiểm được CKB.
Rồi anh em nào ok chia sẻ, giới thiệu cho bạn bè. Đêm nay duy nhất một người. Còn anh em nào đăng ký nhóm học online về nồi niêu song chảo thì các bạn vui lòng liên hệ vào Zalo theo cái đường ghim của Đình Tuấn. Và đầu tháng 7, đúng đầu tháng 7, anh em di chuyển tới đây, chúng ta sẽ học nhóm trực tiếp tại cửa hàng cho mọi người thoải mái đam mê chinh phục hệ thống full điện tử. Rồi. Được không mọi người? Thì ở đây mọi người có thể là chọn cái bản R, bản G nha, 188. Đó. Ok, trên mạng người ta bán sao thì mình bán vậy thôi. Đó, nhưng xé hôm nay sẽ vui vẻ chia sẻ mọi người ban bận ngắn gọn thế thôi. Đấy là một con xe này khách hàng bị tai nạn. Đấy. Đây, xe lít. Đấy, mai hai cái đầu này. Đấy, gương yếc. Đó, một xe rất bụi, nước hết luôn. Đấy, nhiều người khách hàng đi mà quên châm nước. Hoặc là anh em thợ chúng ta thay dầu cho khách hàng không mở yên lên để kiểm tra nước phụ. Đấy. Ok. Rồi. Hôm nay mọi người xem clip này ngắn gọn, mọi người cảm thấy dễ hiểu không ạ? Mọi người cảm thấy cái clip này hôm nay chia sẻ có được không? Nhanh gọn, không đi lòng vòng. Đấy, đêm nay mọi người nào, anh em nào mua cái máy này ở trên mạng, bao nhiêu tiền mình bán giá đó cho anh em, tặng cho anh em combo như thế này. 4 món nha, nhóm học online nữa nha quý vị. Tặng cho anh em vài cái bóng đèn LED để chúng ta về nhà thử tín hiệu sung, mô bin, kim phun, vân vân. Hàn cho anh em 4 bóng đèn LED nha. Đấy. Đấy, ok. Rồi, anh em nào liên hệ khóa học nồi niêu song chảo thì mọi người cứ vui lòng liên hệ. Hay là khóa học trực tiếp thì mọi người có thể đọc ở trong cái ghim, ở trong cái đường link. Đấy, để mọi người được biết chi tiết. Đầu tháng 7, khóa học trực tiếp tại cửa hàng. Đấy, còn đêm nay anh em nào ok chốt nhanh đi ạ. Làm tôi có sợ mất tun đi ạ. Lâu lâu quá thì Tuấn mới like đấy. Đấy, có cảm hứng thì mới like. Sao mọi người có hỏi câu hỏi gì không ạ? Nhắn tin hỏi câu hỏi đi ạ. Mọi người có hỏi câu hỏi gì không? Thiên cha đỉnh quá sư phụ. Anh em có hỏi gì không ạ? Rồi, không hỏi gì thì clip tới đây xin phép tạm dừng. Tuấn quay mặt lại, nói chuyện và chào mọi người. Rồi, trong cuộc sống. Và cuộc sống này tất cả chúng ta đang sống để làm cái gì? Sống để kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì đúng không mọi người? Kiếm tiền này để chúng ta đang thiếu cái vấn đề gì? Thì chúng ta để mua món đồ đấy để chúng ta cảm thấy thích. Mà hồi giờ bé hoặc đồng thời chúng ta lớn lên, chúng ta thấy người ta có nhưng mình chưa mua được, thì mình kiếm đồng tiền đó để mình phải mua được cái món đó. Mà những cái gì mình đang ấp ủ từ lúc nhỏ, và khi lớn lên có gia đình, biết suy nghĩ, biết nhìn thấy ở cuộc đời này ai tốt ai xấu, và chúng ta phải kiếm được tiền để mua được cái món đấy. Nhưng cuộc đời này đừng kiếm tiền mà để nó giết mình. Đồng tiền như một con dao hai lưỡi. Phải biết kiếm Bác Hồ, phải biết sử dụng đồng hồ, phải biết đặt Bác Hồ ở vị trí nào. Đấy là đồng tiền. Chứ đừng có nói là cuộc đời này xấu, đố để kiếm tiền. Để chúng ta đang thiếu cái vấn đề gì để mua. Chứ không phải sống để kiếm đồng tiền,
kiếm được đồng tiền mà bị giết, thì đồng tiền đấy không ai sử dụng và chẳng ai tiêu. Đấy, làm bất kỳ một cái điều gì cũng vậy ở trong cuộc đời này. Là một con người, chúng ta hãy đi kiếm được một đồng tiền, kiếm đúng bằng mồ hôi, sôi nước mắt của mình, những giọt máu của mình, những giọt mồ hôi của mình, là những cái gì, bất kỳ một cái lao động gì cũng vậy, không bao giờ tránh khỏi những giọt mồ hôi và đồng thời những mặt máu chảy bất kỳ lúc nào, bởi vì chúng ta sơ hở. Nhưng chúng ta phải nâng niu tận dụng cái đồng tiền đấy đúng mục đích, chứ đừng để đồng tiền nó cuốn hút của chúng ta và chúng ta lại đi sai. Đấy, để ok, vấn đề cuối cái clip này mình chỉ chia sẻ cho mọi người đó thôi. Còn cuộc đời này bất kỳ một điều gì cũng vậy, ai ai cũng mơ ước giàu, nhưng chúng ta sẽ không đạt được vấn đề đó, bởi vì cái kiếp người của chúng ta tư duy chúng ta chỉ có tới đó thôi, bởi vì cái quãng để chúng ta đạt được cái tầm cao nó chỉ tới đó. Đừng cố, cố nhiều tiền cũng chẳng được cái gì, 20-30 tỷ cũng chẳng làm được cái gì. Cứ miễn sao kiếm được đồng tiền phải biết sử dụng, và đồng thời làm sao cho đầu óc nó thoải mái nhất. Đừng bao giờ bị đồng tiền cuốn hút, thì chúng ta sẽ là vô vọng. Bởi vì chúng ta cứ theo cái đồng tiền, để đồng tiền nó cuốn hút, để nó kéo chúng ta vào như một cái vòng xoáy, thì đương nhiên chúng ta khi mà đi vào một cái vòng xoáy rồi, chúng ta thoát ra không kịp. Thoát ra thì lúc này ở cuộc đời quá muộn màng rồi, không còn cái gì nữa, tiền lúc đấy cũng chẳng còn giá trị. Đúng không? Đúng không thầy em trai Lê Quốc Tiến? Sống kiếm đồng tiền phải tỉnh táo, ở cuộc đời này nó là thế. Đồng tiền như một con dao hai lưỡi, phải biết sử dụng đồng tiền cho chính đáng. Ê, đúng không? Ê. Dù cuộc đời này có giàu, sang hay là nghèo, tình nghĩa vẫn là anh em. Bạn giàu thì bạn thương tôi tới bạn, bạn lo tôi bữa ăn, nhà nghỉ, khách sạn. Còn bạn nghèo thì bạn đón tiếp cho tôi bình dân thôi, không cần phải gì nhiều. Tối tôi sẽ ra khách sạn tôi ngủ, bởi vì khi tôi đặt chân tới các bạn, tôi sẽ biết rằng hoàn cảnh các bạn như thế nào. Không phải vì các bạn lâu lâu gặp tôi hay là tôi gặp các bạn mà các bạn lại cứ phải làm như vậy. Thì đương nhiên đồng tiền các bạn kiếm ra khó, hoặc là tôi kiếm ra khó. Mà để lâu lâu gặp nhau để chúng ta tiêu pha như vậy thì nó quá lãng phí. Đấy, quan trọng là tiền duyên này, chúng ta phải gặp nhau. Ở đây khi nói chuyện, người nghèo hay là người giàu đã đến với nhau là chúng ta làm một cái tình cảm. Chứ không phải đến với nhau, nhìn thấy thằng này nghèo, chê, chóc, nha, thì cuộc đời này nó chẳng bao giờ đạt được ý tưởng. Rồi cái clip này tới đây xin phép được tạm dừng cho quý vị và anh em. Chúc cho toàn thể gia đình anh em thợ máy trên toàn quốc Việt Nam luôn luôn đồng hành và yêu quý tôi. Chúc mọi người sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Những cái gì mọi người chưa làm được trong hôm nay thì tôi chúc mọi người trong tương lai mọi người sẽ có tất cả vì nó. Nhưng nhớ là phải hạnh phúc. Đừng có rồi mất đi hạnh phúc thì cuộc đời này không níu kéo lại được đâu. Hạnh phúc là vô bờ bến, đúng không ạ? Khi tất cả trong tay chúng ta, nó đang dần dần đi lên, à, gia đình, con cái đầy đủ, đừng để rồi chẳng còn cái gì. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip buổi tối nay. Anh em nào chốt sớm một tool cứ nhắn tin vào trong Zalo, mình tặng cho anh em tới 4 hạng mục, 2 bộ tài liệu hầu như có 102, và đồng thời một máy thiết bị kiểm tra IC. Đấy, và đồng thời một chấm học online. Clip livestream trong fanpage đến đây xin phép được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại những anh em những clip phía sau. Anh em nào đăng ký nhóm học về nồi niêu sao chảo hay là có học trực tiếp tại Bình Định vào đầu tháng 7 thì vui lòng cứ liên hệ qua Đình Tuấn qua số Zalo trên cái đường link clip. Rồi mọi người, thank you.